năm ngoái mà em tỉnh cái lộc làm ăn đấy. Thế xong rồi là nói chung là làm thì nó vẫn như nó cũng kiểu năm tam tai nên làm nó cũng kém hơn mọi năm. Nhưng mà cái được cái may mắn là khi mà cũng bị kiểu nó vào nó bắt người, nhưng mà trong trước cũng có cũng trong cửa hàng cũng có người ông giấy tờ. Thế nhưng mà chẳng biết nó che mắt kiểu gì mà cãi được. Em bảo rồi, thỉnh phép thì nó sẽ gặp hung hóa hiền. Không không đang đang làm cho khách thôi nhưng mà cãi 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 trắng luôn, cãi trắng luôn mà nó vẫn tin. Vâng. Cứ thỉnh phép xong là công việc tự nhiên nó tốt liền, nó gặp điều xấu cũng hóa điều tốt, bắt đầu mọi thứ nó sẽ hanh thông, nó sẽ trôi hết nhé. Thì em xem một cái cửa hàng này nhưng mà cái số nhà là 29, nó hơi ở trong góc nhưng mà nó là của người ta bán lại cho mình ấy, người ta bán lại cho mình nhưng mà cái người này người ta làm ăn cũng không 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 được ấy lắm. Bây giờ mà nếu mà em mà lấy lại thì em cũng đang suy nghĩ là có thể tháng 9 mới lấy lại, tại vì tháng mấy tháng này thì nó không có đủ nhân lực. Tháng 9 dương và tháng 8 âm ấy ạ. Và sau tháng 8 là Nói chung là cứ 6 tháng 8 chị làm là sẽ được thuận hết nhé.